Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại với anh Hùng Luộc ấy. Lần trước ấy là cho anh Hùng Luộc đi tắm nước cầu vồng, nên là anh lên là anh toàn cầu vồng, giờ đi giữa sạch rồi. Thế là hết rồi. Giờ nhá, toàn là đồ nhá này. Tất cả các skin mà mình đã chơi ấy, toàn là đồ này. Nào là này, sắt, gỗ, thép, vân vân này. Nhưng mà chưa thấy con vật nào đúng không? Hôm nay mình sẽ đi săn lùng mấy con bú ốc này. Bởi vậy mình sẽ cho anh này làm là tôm rắn này. Nghe hơi vô lý nhưng nó là vậy. Này, cho anh này đội cái vỏ, cái mũ con vợ con voi. Cái voi rất bé này. Để anh cắn chết cậu cả voi luôn. Vậy mình sẽ vào đây. CQ anh này thì dọa trẻ trâu thôi, nhưng mà ê phẹt đấy. Gặp thằng vua siêu to khổng lồ như cô dừa ấy đấy. Nó với quả dừa nó ăn luôn. Vậy mình phải quá. Ê, thanh niên này thì cực kỳ té. Ui, nó tuổi gì đuổi mình. Có bao nhảy, ui rồi. Nó đam nó khỏe đấy. Chào, mình thì hơi bị bá chàng hạt gạo đấy các bạn ạ. Vừa bé rắn hơi cu te cu me que tí nhưng sao. Ây, quay đầu tìm đường cứu nước, không là nước vỡ bây giờ. Ây, mình xem mình lần này mình phải chơi cẩn thận. Lần trước mình hơi solo, hơi hổ báo tí, thì lúc mình khá mạnh, con tôm tít khá mạnh, nên mình giờ mình phải cẩn thận tí. Ui ôi vô cua cả, không phải thằng vô cua. Ây, thằng trẻ trâu nào đó mình không biết. Cái này định lấy rìu của bố à? Đưa zip móng tay thôi té. Nó tuổi gì solo với mình. Tí nữa mình cho nó một trận nữa đời. Đây nữa đời. Thanh niên này thì mình không biết săn boss thì không ngon lắm các bạn ạ. Theo mình biết là săn boss là không ngon lắm. Đuổi theo à? Thích đuổi theo à? Ok. Ui, thằng này lấy đào cay vãi. Chào. Mình 60% mà lớn nhanh nhỉ, không nhỉ? Đúng mất tông mà hùm rắn ý. Rắn ăn nhiều à? Rắn ăn tạp nhiều ấy, nên là rắn tuyến ăn thịt, nên là thịt ăn thịt nhiều thịt là phát triển ăn nhanh chóng lớn ấy, kiểu ăn nhanh chóng lớn ý. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hòm biển ra mang quá ngon rồi. Mình xem nhiệm vụ của anh hùm rắn ngày hôm nay à, ngoại trừ là anh đi ăn cua ăn cá rồi ăn chuột nữa. Chuột 400 mini quá dễ, hai con dừa cái 90 giọt đẹp rồi, đâu rồi. Rắn luồn lách qua nhiều chỗ nên là tìm được rương kho báu vua cua là easy với mình rồi. Mình chắc là mình phải thử đi săn boss cái nào, biết đâu lỡ ngỡ lại may nhỉ các bạn nhỉ. Biết đâu lỡ ngỡ lại may quá đây là con boss gần hết máu, mình lao vào giết luôn ấy. Rùa tuổi gì solo. Úi rồi, lần trước là tôm trời ráng cho rùa một trận, giờ tôm này là quá siêu to khủng lồ và tân vlog. Té úi rồi. Ui lần đầu tiên mình thấy một con cua biển NBC siêu to khủng lồ mà trong phần vua đấy, khủng thật rồi. Té không quan tâm nữa, con cua biển ấy nó cũng không mạnh lắm. Ui, đại chiến các thằng vua cua kìa. Đau thật, sao dám là tên vua cua mà có mỗi con còng này. Còng vua cua này quá đẳng cấp, dù chả đẳng cấp mấy. Ui, tiền quá ngon. Ui con ơi. Ôi, có thằng đánh bại đời ghi là boss rồi nhưng không sao. Ôi, cầm đao ultimate. Bạn ơi, thì ra là vậy, thảo nào. Thì ra cái con đấy là thôi. Tay nó dài quá, nó với tới mình em bị cày. Bây giờ là anh mình chơi hơi hiền. Thằng này như một mỗi năm thịt cua này, quá ngon. Vừa nãy nó cầm dao bầu đao ultimate đấy, quá chất luôn. Không sao, tí nữa mình đủ khổng lồ là mình sẽ khi kinh, mặc dù mình trên top 10 thật. Ấy giờ top 1 là thanh niên này không nắm chắc đâu. Ấy sao anh chấp tất, không ai có thể solo với anh được. Ui ôi ngon nhé, ốc siêu to khổng lồ.
chả biết rắn qua nốc không mà. Kệ cứ ăn đi à. Tí tí nhấn thoát ra khỏi trò chơi là đi bụi đấy. Ôi. Ê, vua bị giết liên tục kìa. Quá hay, tí nữa mình có thể lên vũ rồi. Top 10 nổi tiếng rồi các bạn ơi. Yeah, nổi tiếng rồi. Các bạn ơi, các bạn có thấy thằng vua không? Vô ly luôn. 500.000 điểm. Chơi ghê thế. À đây đây, mình sẽ cho các bạn xem tốc độ bàn thờ của anh này. Anh này không quậy đi đâu kiểu như là. Cái này cứng quá không quậy được. Nhìn này. Ui, ấy kiểu xá bô mà chúng nó ấy. À, chạy chạy sẽ phải cảnh sát cũng bằng. Nhưng mà đúng thế là như vậy. Rắn là truyền nhanh lắm các bạn ạ. À, giúp cắt móng tay quá ngon. Rồi. Xả hết con này cái cày điểm rồi, 98% rồi, quá hay. Yeah. Ôi, xuống top 11 rồi. Lên top 10 rồi. Ai, top 9 rồi này, quá. Ôi, hình như anh hơi nhờn đấy nhỉ. Hơi nhờn này. Láo này, hơi nhờn nên là chúng nó bắt nạt đấy mà, có gì đâu giờ. Wow, lên đúng rồi, kích thước tối đa rồi. À, đứa nào vào đây anh cân hết. Que chọc đi kìa. Này, này cua dừa. Mình sẽ, mặc dù mình không làm cua dừa nhưng mà mình vẫn muốn làm vua cua dừa. Thì loài vua của tất cả các loài cua dừa. Nhưng mà cần thiết đâu cần phải nói là ui ôi nó đập thề thế. Ui té ui ôi. Chú tuổi gì rồi đánh nhau bia. Chú này chỉ tốc độ bàn thờ sau có đấy rồi. Ôi té lấy con này khó lấy phết các bạn ạ, nó không dễ lấy lắm, hay bị kẹt tại thân nó dài quá. Rồi tí nữa mình sẽ sâu là xì kim siêu to khủng hóa để trên này có thằng cá trâu này, con này giết không? À cua đầu khủng lồ à? Ok giết luôn. Cái gì đó số siêu to khủng lồ 140% luôn ạ. Ui ôi khủng đó, khủng quá cơ. Ủa đánh bao nhiêu phát đánh chết cho cua biển vỡ vẩn này. Ủa ôi thằng này thải ghê quá, bận thật. Ui diệt vua rồi, giờ chỉ có diệt vua rồi. Ý đập cho một phát này, sao này hỏi sao rồi không thấy. Ui rồi thằng vua đi xa đấy. Nhìn này thằng vua con đi tít một mạch dưới này, mình sẽ lao tốc bàn thờ. Ui mặc dù tốc độ mình không nhanh kia thằng cua đồng bàn thờ vô bản nhưng mà chạy đi thằng vua cua chắc chắn nó sẽ không đi lấy chìa khóa đâu. Tại đây lần mình thấy thằng vua cua nó có lấy chìa khóa đâu, kỳ lạ thật các bạn ạ. Ôi khi mình làm vua cua mình vẫn lấy chìa khóa đi thử để xem chìa khóa cần mình không. Khóa cần mình phết, mình sẽ cầm cái búa này tự vệ không cho thằng quái nào dám đánh mình. Ai thằng nào đánh mình cho một chống đi bụi luôn nha. Ui cần lắm cua thế nhưng mà chả con gì để xả. Ôi ôi cái ghê nhỉ. Lấy tạm này đi, lấy tạm kia chìa khóa đi mở ăn bấu ăn pi kia đã. Mặc dù lần này anh thanh niên không đi làm hải tặc nhưng vẫn muốn lấy kho báu. Thằng nào không biết à, cái thằng là chạy châu ấy mà, thằng là thì ra thằng là hải tặc ấy. Đi làm gì không làm, đi làm hải tặc làm gì. Tại vì vừa nãy làm hải tặc nhưng nó quen dùng đao quen rồi nên nó chém mình vai hít đi bụi luôn á. Không được lấy tiền của anh này, lão này. Rồi mày thấy cái gì không? Ôi mày kẹt ngáo đá kẹt gốc cây à. Lão này. Ôi thằng vua cua này ngay dưới này mới hay chứ. Chắc cả nó cũng định đi lấy chìa khóa nhưng mà mình lấy bố rồi. Ôi đúng rồi, đập nhanh dương lên. Ok hy vọng thằng vua cua nó đừng lấy được dương. Rồi mình cũng phải đi tìm dương nữa, quên mất dương đâu ta. Ê, ui ôi, huỳnh đế, ui, chết. Vào ngay vào tổ của huỳnh đế ơi, thằng vua cua nó ngay đấy ạ. Ok, lên 9 luôn. À thế lên 9 luôn rồi. Ui, tuyết à, ngao tuyết à, thôi. Bạn đấy, thằng ngao tuyết nó ghê gớm lắm. Nó có skill virus nCoV rất là kinh khủng đấy. Tạm thời là mình tìm khẩu trang mà người trong này khẩu trang không biết tìm hướng nào. Làm sao huỳnh đế này vừa đang chết rồi, đúng này đông thật, đông vãi trưởng đấy. Này thì láo này, chắc là mình phải xử hết bọn láo tét này. Anh lấy
không lấy được con nó lấy à? Tớ vẫn biết tại sao mình vẫn phải giữ bọn nào. Quỳnh đến lắm phép này ông ơi, tại vì chúng ý đông hiếp yếu, đông quá thì là chúng nó đánh được nhiều, mà đánh được nhiều chúng nó lớn quá thì thôi. Để rồi thằng Vũ Côn năng lấy đồ. Quả này là phải chuẩn bị kỹ lưỡng các bạn ạ. Không có khẩu trang này mình vẫn lấy khiên này mày đánh. Cút, cút cút ra để anh thể hiện nào. À, thằng Vũ Côn ở dưới không có đồ ạ. À, mình sẽ cố gắng đi tìm được đồ. May có đồ ở trên này gần mình phết, nên mình cũng không lo lắm. Cút nha, không được lấy hòm dương bí ẩn của anh đâu. Rồi, ôi trời. Tặng vũ khí gì xịn xò gì ra kì. Tiến tặng cái gì thôi kệ. Kéo mó con không cơ nè. Ai, bởi vậy là nó cho gì mình lấy đấy. Ai, à, cái chai này khỏe phết các bạn. Nhưng mình phải trụ được cho đến khi là nào là làm được thằng Vũ Quân thì mình đánh nó với ăn thua. Mình định bảo vậy nhưng mà thôi. Đi lại rồi. Sẽ lấy số lượng hơn chất lượng ấy. Rồi chắc là ấy chạy đi đâu ấy. Úi ôi, tôi bố này quá hay. Dù chưa top 2 nhưng cứ giết đi. Trận chiến giữa cua bùn và đây thì láo này. Úi ôi, thằng vua cua kìa. Mình phải giết vua cua chứ lộn. Ui, ngáo đá vãi. À, xem có nên solo đâu. Ok, solo luôn. Solo luôn. Này, 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 solo. Ôi, nó khỏe quá. Đúng là ngao tuyết của mình ạ. Virus nCoV là khỏe quá. Chắc là cho thanh niên này đạp bom thì có khả năng đi bụi được các bạn ạ. Tôi ba rồi quá hay. Thằng ấy là thằng Trung Quốc các bạn ạ. Thằng cửa. Rồi, giờ mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Tưởng thanh niên đấy hết skill nên mình định lao vào luôn. Tưởng cái gì. Ôi ôi, Mr. Boss xinh xắn rồi. Quá hay luôn. Cút cút ra để anh mày đi. Đi lấy xương này. Này thì cản được. Đi lấy cái gì đấy ta? Làm hải tặc hay làm cứu hỏa thôi. Chắc là mình lấy cứu hỏa ra. Bỏ con này cái. Láo này. Rồi đi làm hải tặc thôi. Không thích làm cứu hỏa đâu. Cứu hỏa kiếm được ít tiền lắm. Úi dồi. Đầy đồ ngon lành. Đây. Nói cho mình cũng phải đi giết boss thôi. Giết boss kiếm được nhiều điểm. Mà nhiều điểm hơn nó thì mình sẽ thắng. Mình xem nào. What the. Các bạn nhìn kìa. Số điểm của nó này 700.000 điểm. Dù lúc ấy mình cũng đạt kỷ lục 1 triệu điểm rồi. Nhưng mà lúc đấy là thằng anh cũng bùn. Cô bùn là bá đạo ơi. Bùn gỗ nhưng mà không. Nhất là bùn sắt anh không được. Sẽ đi giết thằng vua cua. Vì thằng vua cua. À đúng rồi. Nhân cơ hội này mình sẽ đánh em vào thằng vua cua cho đi luôn đi. Chưa bao giờ mình thực hiện thành công cái kế hoạch này. À, bị tiêu diệt rồi. Quá hay. Xem nào. Úi ôi, trường đánh kết thúc rồi. À, đây thằng vua cua dưới này. Nhưng thôi, từ tạm thời đã. Sẽ đi giết Boss. Mr. Boss khá là yếu. Không mạnh lắm. À, búa vàng ạ. Ghê thật. Ghê vãi trưởng. Ôi. Búa vàng khỏe quá các bạn ơi. Định solo nó nhưng không được. Chắc chắn là đang đi đánh boss rồi. Thôi mình cũng đi đánh boss rồi. Hiện thể hit được phát nào thì hit. Đấy. Chủ yếu hit được phát nào thì hit các bạn ạ. Ôi dồi. Té. Đấy. Ui thằng vừa đi giết mình nó cầm búa vàng ghê vãi trưởng. Thôi mình đi xin ít chảy xúc xích của nó nhưng mà không cho. Vãi. Đi bò vãi. Hết xúc xích chưa? Hết chưa? À hết búa rồi. Hết búa rồi đúng không? Hết búa thật rồi. Thôi nó té rồi. Thôi té luôn. Úi dồi, tưởng thế nào vừa nãy cầm xúc xích vãng rồi mà tí mình rồi. Gần là thắng được nó rồi nó lại xì kiếu mấy cày. Thôi. Ở giết boss thôi. Làm gì một cốc đôi miệng rồi. Thanh niên khổ bao nhiêu công sức vì đập được hết máu của con boss thế à. Ôi đúng là đi nhanh không bằng đi chậm à lộn. Đi nhanh không bằng đi chậm thật. Cảm ơn thanh niên vừa đấy ấy, đánh hộ mình may sao mà mình đi sau thế nào mình giết luôn. Số nhỏ ấy, bọn ấy chỉ là số nhỏ thôi. Ấy giết vô cua rồi. Mình top 2 rồi. Quá dễ. Có khi lần này mình đi làm vua ngon lành. Không phải là gặp với thằng vua cua dừa, cua đồng. À cua đồng, cua bắp là có gì đâu. Này, láo nào.
hai họ hàng tôm hùm. Anh làm hùm rắn rồi. Đấy, hết hùm rồi à rắn. Anh vừa làm hổ báo vừa làm rắn. Là loài. Loài à, loài có sức mạnh bá đạo nhất trên thế giới này là hùm ấy. Skill mà toàn là skin bá đạo thôi các bạn ạ. Thằng này là thằng kiên nữa. Vũ có đi bụi à? Ơ? Vũ có đâu? À, ôi ôi ôi. Vừa nãy mình hít con boss của nó thế là nó. Ơi, các bạn ơi, không thấy thằng vũ cua này. Holy shit. Thôi, chắc là mình phải đi lấy chìa khóa thôi. Tại vì nếu như có thể là thằng vũ cua nó sẽ săn lùng chìa khóa, bởi vì mình cũng phải lấy chìa khóa này. Rồi. Các bạn biết làm sao không? Sao tự nhiên nó ẩn cái vũ cua này, hình như thằng hack hay sao ấy. Này, ẩn vũ cua này. À đây, hiện lại rồi. Ở trên này, nó ở trên này. Cái gì? Đây, lúc đồ nhanh. Ôi trời ơi, vui bị tiêu diệt rồi, quá hay. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Hai con nó kẹt vào chứ. Đằng sau đi. Thằng vũ cua cũng chưa đi bụi ạ. À. Mình còn chưa nhìn thấy mặt thằng vũ cua đấy còn nói. Rồi, đi rồi. Đi giết thằng vũ cua. Đây thật, thằng này nhiều team phết đấy. Không phải dạng ít team đâu các bạn ạ. Nhiều team phết đấy. Vừa nãy là mấy lần thằng nó giết rồi. Úi ôi. Nhiều team cơ nào cứ hồi sinh đúng chỗ đấy anh cho một chảy đi bụi luôn này. Láo này. Anh à, dưới này. Cút, một chút cút ra. Ngoài khoang cho vài chảy à đi bụi đấy, đừng có đùa. Hết máu cay thật. Chỗ thằng vũ cua nó chơi sợ lấy hết tè máu này. Dưới này. Tác mày chìa. Ôi máu, mày khỏe. Ui ôi, nó khỏe thế. Ôi, cay thật các bạn. Các bạn biết tại sao khi nó dùng skill nó hồi máu không các bạn? Là vì lúc ấy nó có mấy con cua nhỏ ở đấy. Nó một phát nó hồi máu luôn ạ. Cay thật. Thôi kệ đi. Cay cú thính sau rồi. Giờ là phải đi lấy hòm dương miện để tiêu diệt được thằng vua văn cua. Ôi bị tiêu diệt rồi, quá ngon. Không cần làm gì, vẫn vua cũng bị tiêu diệt ạ. Ấy xôi, biết thế thì chả cần làm gì cả. Thằng vua nó tự chết cho nó xong. Vua hùm đi rồi. Yeah, hùm rắn tới đây. Mới chút cút ra không ăn. Anh cắn một phát là chứng virus corona, tỷ lệ 1% chúng virus corona ráng chịu nhá. Dù là 1% thì anh cắn 100 người tức là một người bị virus corona. Hay vậy. Dương trong này đúng không? Không phải. Đưa dương cho bố. Làm sao? Đi. Dương bố. Sao mình chả nhìn thấy gì đây? Ôi lắc. Ui hết máu. Nhanh bố hết nhanh. Hổ báo này. Một khi anh hùm rắn ra làm vua cua mà còn có tỷ lệ ra virus corona thế này, đầu hùm luộc đã chưa cần chín à, hùm luộc rồi chín rồi đã ba rồi rắn nữa. Á cào 50%, chúng nó đi bụi hết. Đứa nào? Thôi. Qua đây thằng này nó trâu lắm. Mày nó trâu mà nó cầm khiên cắt từng cua ấy. Sao? Mày chú làm sao? Ăn chín. Ấy, anh em. Họ hàng anh em kìa, thôi đi rồi. Con người nhà cũng ăn rồi. Mày chú chơi cùi quá, bắt đầu. Chú chơi cùi bắp quá. Mình vừa vào vua cả lộn. Vào khá là lâu rồi, mới làm vua được. Chú bán rồi. Thôi, mình sẽ xả hết đống này. Còn 5 cái này. 5 cái mình nên tặng cho đứa nào nhờ? À trên này có cua khổng lồ đấy. Giết. Ui rồi. Có thắng được không? Ui thôi, bỏ qua đi. Đi bụi bây giờ. Ê, hết máu. Ui rồi. Ăn mấy con sò này giờ cũng quý phết các bạn ạ. Đừng có đùa. Mấy con sò thôi mà nó cứu cả một sinh mạng của mình đấy. Không phải dạng vừa đâu. Dạng hơn cả vừa đấy. 300.000 đấy, nó bao nhiêu nghìn đấy. Arcus Martino. No, mình phải cay điểm thật nhiều cái.
Nó mà cướp tốt của mình là đi bụi đấy, đừng có đùa. No. Rồi bao tay Infinity Thanos. Nào, cút ra để anh thể hiện. Nào, mình cần giết con nữa. Boss cho nó nhiều điểm ai. Cần giết được con boss thôi là mình rất nhiều điểm rồi, mà chỉ biết mình nên tới trước hay tới sau. Thì tới trước thì có khả năng mình đánh bại được boss, nhưng mà tỷ lệ đánh bại được boss rất là thấp. Thì skill mình hơi phế. Ôi ôi, thằng đống rùa sắp chết ở đây. Ôi ôi, ngon thế này. Ngon thế này thì chưa mua cái ngay đây không? Ôi, mua xa phết nhưng thôi kệ. Vượt qua ngàn sóng gió anh vẫn đến được Dương Vũ Quân. Vì anh thích lấy Dương Vũ Quân nè. Nên anh boss trước đây. Sao, ui ôi, nó chạy rồi. Anh vãi. Vãi. Giết, lấy Dương Vũ Quân đã. Vì vừa riêng việc mở Dương Vũ Quân mình đã được 10.000 điểm rồi. À vẫn còn. Bởi vậy nên mình quyết tâm mình phải lấy được. Ai, không lấy được là hơi uổng các bạn ạ. À, ôi, chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Ok, mình sẽ lấy luôn. Oh my god, quá ngon. Giờ đi giết boss chỉ có mà easy gaming nhá. Easy gaming. Quá chất luôn. Rồi, đi giết Curse boss. Thôi, té. Làm sao. Giết hết này thì ôi rồi, chúng lại chiến khổng lồ. Ôi rồi, thôi. Đúng ra cuộc cua rửa về còn dễ dàng giết boss nhất, nhưng mà mình tạm thời mình chưa nên lao vào vội. Đấy, có tính toán tí. Khi nào boss gần chết rồi mình hãng lao vào, biết đâu hít được tí tiền của nó. Giờ là gần phải cay điểm. Lấy lại nhanh. Mày thế, tưởng mất rồi chứ. Nào, mình sẽ lấy cái khiên cho an toàn nhé. Sở toàn khiên này tuy không chống được virus nCoV nhưng anh vẫn chống. Ôi, boss chưa chết cơ à? Boss khỏe thế. Thôi, té hết máu bây giờ. Ôi ơi, lại còn chả con nào đây để quánh đi. Kinh đi. Cút nhá. Anh mày đang hổ báo có chỗ đây. Ok, được rồi. Lần này mình sẽ liều nó với nó một tí và bật skill cho nó xíu. Đây, thằng sinh tử với con boss kìa các bạn ơi. Thằng sinh tử với con boss, nhưng mà con boss vẫn sống. Làm sao. Ui, sinh tử với con boss. Ui ôi, hồi sinh nhanh. Con boss ở dưới này. Lấy boss nhanh. Đánh đại bại boss được các bạn ạ, nó khỏe thế. Ơi, quả này tí giết được các bạn ạ. Đấy, thật. Ok đi. Thì nó giết được con boss không? Thằng này đúng không? Thầy láo nhá. Hơi bị láo chết đấy nhá. À, láo này. Dám tranh giành boss vua cua. Ê, láo nhỉ. Rồi, úi rồi, rùa tuổi. Tuổi gì đó solo thật. Solo với mình này rùa. À, đi lấy chìa khóa. Chúng dám cướp chìa khóa của mình kìa. Không thể nào được. Mình phải lấy chìa khóa đã. Chúng nó dám cướp chìa khóa của mình. Không thể được. Tuổi gì rồi cướp chìa khóa. Thôi mình nghĩ là mình nên lấy chìa khóa đi. Bỏ qua Dương Vũ Cua đi. Đấy, có bao nhiêu tiền thì mình dồn hết cái chìa khóa rồi. Thôi lấy cái này. Lấy xúc xích nhai. Ôi giời. Hết máu mà. Hết máu mà đi bụi. Quả này chỉ có hết máu mà đi bụi chứ. Ôi giời. Trần đại hỗn chiến ạ. Ôi giời, đi bụi rồi. Thế mình bỏ qua nhường tớ cho chúng nó một tí. Ơi, bỏ này chi nhỉ? Quá đúng rồi, nhảy cục xì lâu lên nữa. Ôi, ô các bạn ơi, nhảy cục xì lâu nhưng lần này bị lát à đâu. Ai, quá ngon. Tôm rắn nhảy cục xì lâu ơi. Mắt lát. Ôi các bạn ơi, giống tôm mắt lát các bạn ơi. Lần trước là mắt lát, xong bên này giờ thành ma luôn rồi. Hóa skin rắn là bị rắn cắn là thành ma luôn rồi, mặt trắng bệch này. Thôi, video đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.